Kính thưa anh Đinh, Trung tướng Huyền Thoại Nguyễn Bình. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trung tướng Nguyễn Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quân khu, các tỉnh bạn và các đồng chí tướng lĩnh. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tự hào xúc động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng ta vui mừng dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh và khánh thành nhà tưởng niệm Trung tướng Huyền Thoại Nguyễn Bình, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng lĩnh tài năng, quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, anh hùng. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các quân khu, các tỉnh bạn, các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với nước, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, Hưng Yên, vùng đất văn hiến, nơi sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, nhà văn hóa, chính trị, quân sự nổi tiếng, làm rạng danh quê hương đất nước. Thế kỷ thứ 6, Triệu Việt Vương đã chọn vùng đầm Nầy Dạ Trạch, huyện Khoái Châu để lập căn cứ đánh giặc Lương. Thế kỷ thứ 9, tướng quân Phạm Bạch Hổ giúp Ngô Quyền chuẩn bị chiến thuyền quân Nương ở đất Kê Nạc, nay thuộc huyện Tiên Nữ, tiến đánh quân Nam Hán ở cửa Bạch Đằng năm 1938, mở nền độc lập cho dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông dưới triều Trần, quân Đại Việt đã bắt sống tướng giặc Toa Đô tại cửa Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Cũng trong thời gian này, chàng trai nghèo đan soạt ở làng Phụ Ủng, huyện Ân Thi đã trở thành vị tướng quân kiệt xuất, hai lần góp công đánh giặc Nguyên Mông, nhiều lần đánh dẹp quân Ai Lao, Chiêm Thành. Thời Lê Trung Hưng có quận công Hoàng Nghĩa Giao, quê nàng Hoàng Vân, huyện Kim Động, nay là thôn Vân Nội, xã Hoàng Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, là dòng dõi nhà tướng Chí Dũng Song Toàn, coi việc binh được triều đình tin dùng dẹp yên trong ngoài, có nhiều công lao tiếng tăm lừng lẫy. Tổ bốn đời Hoàng Nghĩa Kiều là ông nội Hoàng Nghĩa Thân, cha là Hoàng Nghĩa Phì, con ông là Hoàng Nghĩa Hy, cháu ba đời Hoàng Nghĩa Bá cũng theo nghề binh nhiều lần lập chiến công, được phong tước quận công. Nhà sử học Phạm Huy Chú đã xét về ông Nghĩa Giao là người khí thái hào mại, dũng lược đều hay, khi ra trận hét vang nừng nẫy đánh thắng, ông là dòng dõi nhà tướng có tài năng vào bậc nhất thời bấy giờ. Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc dòng dõi quận công Hoàng Nghĩa Giao. Thế kỷ 18-19, có Tể tướng Phạm Công Trứ, người nàng Liễu Xuyên, xã Nghĩa Hiệp, có Hồng Hà, nữ thi sĩ Đoàn Thị Điểm, xã Giai Phạm, dòng họ Lê ở Liêu Xá, Yên Mỹ có 7 người đỗ tiến sĩ và đều làm quan đại thần, như Lê Hữu Danh, Lê Hữu Kiều, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Hỷ, Lê Hữu Dung với Lê Trọng Tín, Lê Hữu Dụ. Đặc biệt, dòng họ Lê ở Liêu Xá sinh ra đại danh y Lê Hữu Trác. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân Dục, Mỹ Hào, lãnh tụ Hoàng Hoa Thám, quê Dị Chế, Tiên Nữ, đã kháng mệnh triều đình, khởi nghĩa chống thực dân Pháp, trở thành lãnh tụ của khởi nghĩa Bãi Sậy và Yên Thế nổi tiếng trong lịch sử cận đại Việt Nam kéo dài 30 năm. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, nhất là từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, Hưng Yên đã có trên 120 tướng lĩnh và nhiều chiến sĩ cách mạng tiêu biểu như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh,
nhà cách mạng Lê Văn Lương, Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Trọng Xuyên, vân vân. Liệt sĩ Tô Hiệu, người con ưu tú của quê hương Xuân Cầu, huyện Văn Giang, đã biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cộng sản. Nữ anh hùng Bùi Thị Cúc quê Vân Du, Ân Thi được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng: sống anh dũng, chết vẻ vang. Hưng Yên còn là nơi khởi nguồn của phong trào nữ du kích Hoàng Ngân anh hùng gan dạ. Quân dân Hưng Yên đã làm nên những trận đánh và chống càn được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho là mẫu mực, như trận chống càn Phan Tây Hồ, trận Tiếng Sấm Đường Năm, trận đánh Bồn Bần huyện Yên Mỹ do đồng chí Nguyễn Bình chỉ huy. Có thể nói quê hương Văn Hiến với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm của các bậc tiền nhân đã xoay dọi hút đúc lên vị danh tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Bình là nhà quân sự tài ba nổi bật, là tinh thần quyết đoán, mưu trí, chớp thời cơ, dũng cảm, ngoan cường, chủ động tấn công. Ông là một trong những người xây dựng căn cứ quân sự sớm nhất mang tên Trần Hưng Đạo ở Quảng Ninh và chủ ý cuộc nổi dậy giành chính quyền ở Quảng Yên. Chính tư duy vượt trội và khả năng tập hợp quần chúng là những yếu tố để Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Nguyễn Bình vào nơi tiền tiêu Nam Bộ ngay từ buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình đã thể hiện tài năng qua sự thống nhất các đảng phái tại Nam Bộ thành lực lượng cách mạng mà không phải bạo lực cách mạng. Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh tại Đồn Bần, chiến thuật chiến tranh du kích lấy ít thắng nhiều và nhiều trận đánh do Trung tướng Nguyễn Bình chỉ huy đã trở thành điển hình của lối đánh du kích và biệt động, là kinh nghiệm quý cho các giai đoạn sau này, kể cả trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình đã có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, hy sinh phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tôn vinh. Ông là người đầu tiên trong quân đội được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh truy tặng huân chương quân công hạng nhất. Ông còn được Nhà nước truy tặng huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những công hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, các nhà khoa học nghiên cứu đánh giá và khẳng định. Và mới đây tại cuộc hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng và quê hương Hưng Yên do tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với quân khu 7, báo Quân đội Nhân dân, Viện Lịch sử Đảng tổ chức thêm một lần nữa ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, trong những năm qua, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh 1997, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu và tiến bộ quan trọng, hoàn thành toàn diện mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, dân chủ được mở rộng. Y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao có bước phát triển tích cực. Kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương tiến hành xây dựng các công trình tưởng niệm các danh nhân và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành đề án tu bổ tôn tạo chống xuống cấp di tích xếp hạng quốc gia và di tích xếp hạng cấp tỉnh. Năm 2017 đã khởi công tu bổ tôn tạo đền thờ lãnh tụ khởi nghĩa Yên Thế Hoàng Hoa Thám tại Dị Chế Tiên Nữ, xây dựng nhà thờ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Khang tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Năm 2018 đã khởi công đền thờ Nạc Long Quân tại phường Nam Sơn, thành phố Hưng Yên, đền thờ Triệu Việt Vương tại xã Già Trạch, huyện Khái Châu, vân vân. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn những công lao to lớn của đồng chí Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình với quê hương đất nước, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương giao huyện Yên Mỹ xây dựng nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình trên quê hương của đồng chí. Công trình nhà tưởng niệm là tình cảm, là ước nguyện thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nói chung và huyện Yên Mỹ nói riêng. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 115 ngày sinh vị
trung tướng huyền thoại đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta có mặt tại đây cùng chúc mừng lễ khánh thành nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo các quân khu, các tỉnh bạn, các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong buổi lễ trang trọng hôm nay thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với công trình văn hóa chính trị này. Từ đây, bên cạnh di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh, chúng ta có thêm một công trình văn hóa có ý nghĩa để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về tấm gương cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh, của Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình, cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, góp phần tô thắm thêm trang sử vang truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương Yên Mỹ, quê hương Hưng Yên. Trong buổi lễ trang trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Mỹ đã chủ động tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành công trình nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình đúng vào dịp kỷ niệm 115 ngày sinh của Trung tướng và kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ, tài trợ kinh phí để xây dựng công trình. Tôi mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Mỹ, xã Giai Phạm sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình một cách hiệu quả và thiết thực. Nhân dịp này, tôi đề nghị các sở ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đầu tư cùng nguồn xã hội hóa để xây dựng đền thờ nhà chính trị, nhà ngoại giao Nguyễn Trung Ngạn, tu bổ tôn tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ, phụng dựng đền thờ trấn thủ Lê Đình Kiên, người có công xây dựng phố Hiến trở thành đô thị sầm uất phồn vinh, được mệnh danh là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Tu bổ tôn tạo khu di tích cây đa đền Na Tiến, đền thờ Trạng Nguyên Tống Chân, khu di tích Hải Thượng Nan Ông Lê Hữu Trác, khu lưu niệm lãnh tụ khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật và các danh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để trở thành những địa chỉ đỏ, khu dịch vụ du lịch về nguồn, để góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng tấm gương tận tụy, hy sinh phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân của đồng chí Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình sẽ tạo thêm động lực chính trị, tinh thần để toàn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp, xứng đáng là quê hương của thân mẫu Bác Hồ, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh, của Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình và các danh nhân khác của Hưng Yên, của đất nước. Một lần nữa thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý, đại biểu gia đình dòng họ Trung tướng Nguyễn Bình cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.